Tết này thì bạn muốn thay đổi không khí bằng cách đi du lịch cùng với gia đình. Bạn muốn chọn Đà Lạt là điểm du lịch Tết năm 2023. Tuy nhiên không biết vào giai đoạn này thì thành phố ngàn hoa có gì đặc sắc. Vậy thì trong video này thì blog du lịch sẽ chia sẻ cho bạn top những hoạt động nổi bật tại Đà Lạt vào dịp Tết Quý Mão năm 2023. Bạn nhớ tham khảo và chọn ra những nơi mình thích để cùng trải nghiệm cái Tết thật là vui cùng với gia đình tại Đà Lạt bạn nhé! Ngắm hoa mai anh đào. Đây là hoạt động nổi bật nhất mà các bạn nhất định phải thử nếu đi du lịch Đà Lạt vào dịp Tết năm 2023 này. Và nếu bạn chưa biết thì hoa mai anh đào bắt đầu nở từ tháng 1 và nở rộ nhất là khoảng thời gian từ tháng 2 cho đến đầu tháng 3 hàng năm. Cho nên nếu đi du lịch Đà Lạt vào dịp Tết mà không ngắm hoa hay là chụp vài bộ ảnh dưới tán hoa mai anh đào thì quả thật là một thiếu sót lớn đấy nhá. Sau đây sẽ là những con đường ngắm hoa mai anh đào đẹp nhất tại Đà Lạt vào dịp Tết Quý Mão năm 2023 cho các bạn cùng tham khảo nhé. Đường hoa mai anh đào Trần Hưng Đạo, mai anh đào Đà Lạt quanh hồ Xuân Hương, rừng mai anh đào ở hồ Tuyền Lâm, đường hoa anh đào quanh khu Hoàng Anh Resort, đường mai anh đào ở dốc Đá Quý, đường Mộng Nguyên Đào Đà Lạt. Check in những cánh đồng hoa bất tận. Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Tuy nhiên, để ngắm hoa đẹp nhất tại Đà Lạt vào dịp Tết năm 2023 thì đừng bỏ qua những cánh đồng hoa Đà Lạt nổi tiếng sau đây nhé. Đảm bảo bạn sẽ mồm chữ O, mắt chữ A khi nhìn thấy từng dãy hoa nhiều màu sắc, kéo dài bất tận. Và tất nhiên cũng sẽ không thể kiềm chế mà làm một bộ ảnh Tết Quý Mão năm 2023 cùng với gia đình của mình tại địa điểm du lịch Đà Lạt xinh đẹp này rồi. Sau đây sẽ là danh sách của những cánh đồng hoa Đà Lạt nổi tiếng nhất cho các bạn cùng tham khảo nhé. Làng hoa Vạn Thành, cánh đồng hoa Cà Phê Ép, cánh đồng hoa Đà Lạt New Farm, cánh đồng hoa Lavender Hồ Tuyền Lâm, cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu huyện Lạc Dương, viếng chùa cầu may mắn đầu năm. Phải nói rằng phong tục viếng chùa đầu năm, cầu duyên và cầu may mắn vốn khá là phổ biến tại Việt Nam. Và tại Đà Lạt thì có rất nhiều ngôi chùa đẹp và nổi tiếng là linh thiêng. Bởi vậy mà nhiều du khách du lịch Đà Lạt vào dịp Tết thường kết hợp tham quan và viếng chùa để cầu mong một năm sung túc và ấm no. Sau đây sẽ là danh sách các ngôi chùa đẹp mà các bạn có thể viếng thăm trong chuyến du lịch Đà Lạt Tết năm 2023 này nhé. Chùa Ve Chai với thiết kế độc đáo kèm với một chút ma mị. Chùa Linh Ẩn, nơi đặt bức tượng Quan Âm lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Chùa Linh Quy Pháp Ẩn, nơi có chiếc cổng trời huyền thoại và là địa điểm săn mây cực kỳ đẹp tại Đà Lạt. Chùa Quan Âm, nổi tiếng là linh thiêng, khả năng hòa giải điều xấu, mang đến may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Chiêu chiêu cùng với bạn bè tại các quán cà phê view đẹp tại Đà Lạt. Các bạn có công nhận rằng dù đi du lịch Đà Lạt dịp Tết hay bất kỳ một dịp nào trong năm thì bạn vẫn muốn dành ra một buổi sáng hoặc là buổi chiều để cùng với bạn bè tán gẫu, nhâm nhi một ly nước uống ngon và cùng tận hưởng cái không khí se se lạnh, rất đỗi bình yên của phố núi đúng không nào? Chưa kể Tết thì trăm hoa đua nở, các quán cà phê tại Đà Lạt lại đua nhau trang trí vô cùng xinh đẹp để khách vào có thể tranh thủ chụp hình, check in luôn nhé. Sau đây sẽ là danh sách những quán cà phê view đẹp tại Đà Lạt để các bạn ghé thăm vào dịp Tết năm 2023 này đó. Quán cà phê Rimmer Home and Coffee, số 19 Đặng Thái Thân, Đà Lạt.
Go Garden, số 2/2 Trần Quang Diệu, Đà Lạt. Thời Thanh Xuân, số 9 Triệu Việt Vương, Đà Lạt. Tiệm cà phê Túi Mơ To, hẻm 31, Sào Nam, Đà Lạt. Vườn Yên, hẻm 6, Mai Anh, Đà Lạt. The Merit Bean Coffee, số 44 Hùng Vương, Đà Lạt. Mom Beauty and Gelato, số 2 Trần Thái Tông, Đà Lạt. Kokoro Cafe, khu du lịch rừng Lá Phong. Và ngoài những trải nghiệm mà blog du lịch vừa kể trên đây, thì dịp Tết năm 2023 này, tại Đà Lạt có rất nhiều trải nghiệm thú vị và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng đang chờ đón các bạn để khám phá đấy nhé. Vậy nên đừng chần chờ gì nữa mà không lên ngay cho mình một kế hoạch đi du lịch Tết Đà Lạt năm 2023 ngay và luôn đi nào. Chúc các bạn có một chuyến du lịch Tết năm 2023 thật là vui cùng bạn bè và người thân tại địa điểm du lịch Đà Lạt này nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.